Đây là vườn trồng cây phát tài nhân giống lần 2. Lần 1 đã trồng rất là thành công, và lần này là mình sẽ mở rộng quy mô. Các bạn cũng thấy đó, rất là nhiều cây con được sinh ra từ đợt 1. Vô đây là đủ nhân giống rồi. Còn đây là đang cải tạo đất để trong vài tuần nữa mình sẽ trồng xuống đất. Phân bón rải diêm. Diện tích này là cũng là một công. Để khoảng 1 tháng nữa bắt đầu mưa xuống là bắt đầu là mình trồng xuống. Đây thì diện tích mở rộng thêm. Còn bên đây là cái diện tích mà hồi Tết mình đã trồng đợt 1, và nay là cây cũng đã lớn nhiều. Một số đã cắt và đem bán lẻ và bán sỉ rồi các bạn. Đây, lên tới cỡ này đấy. Trồng rất là thẳng hàng, kèm những con giống còn nhỏ. Đó, những chỗ nào thấp là mình mới dăm lại đấy. Diện tích cũ thì chỉ có 500 m thôi. Nay giống của nhiều trở lại, và những hàng hay những dãy này là mới dăm lại. Mình đã bán đi đợt 1 rồi. Mô hình này thì mình chỉ tốn chi phí lần đầu. Lần sau thì cây giống mình không cần phải mua nữa. Đó, còn đây là phía bên đây là mình đang mở rộng. Đợt này mình gieo thì chắc là đến cuối năm, và cũng tiếp tục có đợt thu hoạch thứ 2. Mất cũng 2 tuần để mà dựng liều, canh tác, rồi cải tạo đất, phân bón, rồi dựng hàng nước, rồi phun nước tự động. Đó, rồi lắp mái che. Đó. Đó. Lần sau thì phải quy mô hơn lần trước rồi, do con giống nó quá nhiều. Và diện tích mình còn cả công. Đó. Bên mình nhận bán sỉ, bán lẻ. Nếu như anh chị em ai có nhu cầu thì cứ liên hệ qua địa chỉ trên trang web YouTube của mình. Note lại tin nhắn ở dưới, rồi mình sẽ phản hồi. Rồi, kính chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Chào, tạm biệt.